Xin chào tất cả anh em, và RTX 4060 Ti chỉ còn vài ngày nữa là ra mắt rồi. Và những cái thông tin trên mạng, những cái tin đồn thì bây giờ anh em có thể coi như nó chính xác rồi. Tại vì lịch sử như thế mà càng gần ngày ra mắt thì những cái thông tin về RTX 4060 Ti và những cái cảm hình khác ấy thì nó càng chính xác hơn. Và sau khi tổng hợp tất cả những cái nguồn tin và cũng như một vài cái thứ về giá bán chính xác mình đã có được rồi, thì chúng ta cùng xem thử thì RTX 4060 Ti có phải là một thứ mà anh em chúng ta đáng được chờ đợi hay không. Cái mà anh em quan tâm đầu tiên đó chính là giá bán rồi. Thì RTX 4060 Ti tin chuẩn nhá, là sẽ có giá bán từ khoảng tầm 11 đến 12 triệu đồng cho các phiên bản rẻ nhất, và một vài hãng phiên bản cao hơn khoảng tầm 11 rưỡi, ví dụ tầm hơn 12 chẳng hạn, thì họ tặng cho anh em một cái SSD 512GB nó rơi khoảng tầm là 1 triệu, nên chung quy giá nó khoảng tầm 11 triệu đến 11 triệu rưỡi tầm như vậy. Thì bây giờ để so nó là có ổn hay không, chúng ta cùng so với cái mức giá ở nước ngoài xem sao. Thì theo những nguồn tin như Tech Power Up, Video Card hay là Guru 3D chẳng hạn, thì giá 4060 Ti sẽ từ là 399 đô, tức là rẻ hơn 200 đô so với cả 4070. 200 đô quy ra nó khoảng tầm 5 triệu và bây giờ 4070 nó khoảng tầm 16 triệu rưỡi, 17 triệu ấy. Thì 4060 Ti nó sẽ rơi khoảng tầm 11 triệu rưỡi, 12 triệu thì nó cũng đúng và nó cũng rất là hợp lý so với việc mà những thế hệ trước như là 4080, 4090 đã rơi vào tình trạng ngáo giá. Thì bây giờ 4070, 4060 Ti theo mình thấy là giá đã rất là sát với nước ngoài rồi và nó không bị đội lên so với thế hệ cũ. Vậy 11 triệu mang lại cho anh em những gì? Thì hiện tại anh em có thể thấy trên màn hình ấy thì chúng ta có khá là nhiều những cái thông tin về CUDA Core, về những cái xung các thứ điện năng tiêu thụ này. Nhưng mà một cái mình rất để ý đó chính là dung lượng VRAM. Khi mà với cái mức giá 11 triệu này, anh em chỉ có thể sở hữu phiên bản đó chính là 4060 Ti 8GB mà thôi. Còn phiên bản 4060 Ti 16GB VRAM anh em sẽ phải đợi đến đó chính là tháng 7 cơ. Và mức giá đắt hơn khoảng tầm 100 đô, tức khoảng tầm 2 triệu rưỡi chẳng hạn. Và khi đó chúng ta có mức giá 4060 Ti 16GB VRAM mức khoảng tầm là 14 triệu, nó lại gần sát với cả 4070 rồi. Lúc đấy nó lại hơi bị khó nghĩ một tí. Ban đầu nhìn về tiến trình CUDA Core, những tiêu thụ các thứ thì chúng ta có thể dự đoán rằng hiệu năng của con 4060 Ti này nó ngang là 3070 và kém hơn 3070 Ti một tí với mức giá hiện tại là ngang 3060 Ti mới thôi. Nhìn chung thì nói chung là nó cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà càng nhìn lâu mình càng thấy kém hào hứng đi một tí. Khi mà anh có thể thấy là ví dụ 8GB RAM ấy, vài năm trước anh em thấy là ôi nhiều thế, thừa thế. Nhưng bây giờ thì khác, 8GB RAM bây giờ mình có thể một cái ví dụ đó chính là The Last of Us, một cái tựa game mới ra nhất, một tựa game AAA ấy. Và nó tiêu tốn anh em 11GB RAM ở độ phân giải Full HD và Max Setting. Tại vì sao? Tại vì game bây giờ ấy, càng ngày các cái chất lượng bề mặt nó càng làm tốt lên, hiệu ứng đổ bóng, thử hiệu ứng ánh sáng, thứ năng, những cái ăn VRAM ấy, nó làm ngày càng chi tiết hơn. Nên là cái dung lượng VRAM bây giờ thì nó lại càng ngày càng ăn nhiều hơn. Nên là cái mức 8GB VRAM anh em sẽ bị nghẽn ở cái mức VRAM đấy. Anh em có thể chơi được các game ở Full HD, nó là có nó tạm ổn, và vài game nó ăn VRAM quá anh em sẽ phải giảm các thiết lập xuống. Và 2K thì mình nghĩ là cũng có thể tạm chơi được những cái tựa game mới. Nhưng mà 4K thì mình nghĩ là cũng không thể chơi được trên những cái 4060 Ti đâu. Tại vì cái mức 8GB RAM là một cái nút thắt của con cả 4060 Ti này. Và ở đây chúng ta thấy một cái bài là NVDA khá là đều khi mà cho chúng ta hai mức VRAM. Cái chúng ta cần là 12GB ngang 4070, là vì 12GB với cái mức giá 4060 Ti nó khá là hợp lý, nhưng chúng ta không có. Chúng ta chỉ có là 8GB RAM ở mức giá rẻ 11 triệu, cắt giảm VRAM để có giá rẻ. Hoặc là anh em chấp nhận bỏ thêm khoảng tầm 2 đến 3 triệu đồng cho phiên bản 4060 Ti 16GB RAM. 16GB thì lại thừa, 8GB thì lại thiếu. Nên anh em đứng trước giữa hai lựa chọn đấy. Bây giờ là chọn giá rẻ thì mua 8GB, chấp nhận là cắt đi một ít cấu hình, hoặc là anh em bỏ thêm 3 triệu. Nhưng mà khi anh em bỏ thêm 3 triệu thì mức giá nó lại gần 4070 rồi. Cũng lại suy nghĩ bây giờ thì chắc là lên 4070 thôi, chứ mua 4060 Ti với cái mức giá khoảng tầm 13-14 triệu thì nó lại không bỏ cho lắm. Rồi, bây giờ so với cặp mới như vậy, còn so với cặp cũ thì sao? Thì hiện tại là mình có thể so sánh tạm thời với cái mức giá 11 triệu nhá. Anh em có thể mua được những cái gì? Anh em có thể mua được 3070 Ti với cái giá khoảng tầm 9 triệu cho bảo hành khoảng tầm cuối 2024-2025, tức là khoảng tầm 1 năm rưỡi nữa đến khoảng tầm 2 năm nữa. Hoặc là anh em cố lên khoảng tầm là 12 triệu hơn, anh em sẽ có là 3080 với là 12GB RAM. Thì bây giờ mình thấy lại khá là hay. Tại vì 4060 Ti nó sẽ chỉ có kém hiệu năng 3070 Ti khoảng tầm 8% này, thì mình nghĩ nó cũng không đáng kể cho lắm. Nói chung là nó vẫn có sự chênh lệch nhưng không đáng kể cho lắm. Và hoàn toàn anh em có đánh đổi để lấy những cái đó chính là ví dụ lấy về thêm một chút về DLSS, thêm một chút về gọi là mới hơn, anh em có sự bảo hành nó dài hơn. Còn anh em có thể có DLSS 3 thì bây giờ chưa cần, nhưng mà về sau thì càng về sau càng thêm nhiều game nó sẽ hỗ trợ, và những game chip AAA là chủ yếu thôi. Còn anh em chơi game eSports thì mình nghĩ là DLSS 3 chắc còn lâu, chắc cũng
còn rất là lâu cho đến khi DLSS3 mới là áp dụng ở trên các tựa game online. Nhưng mà nhìn chung thì con số 9,1 triệu là chênh nhau khoảng tầm 2 triệu thì anh em sẽ có những cái lựa chọn tùy theo bản thân anh em muốn cái gì. Anh em muốn có sự bảo hành dài hơn 3 năm mới tinh, anh em muốn bóc hộp đồ mới, anh em muốn gọi là ngửi hương cạc mới, anh em muốn những cái công nghệ mới như DLSS3 muốn tiết kiệm điện hơn thì 4060 Ti nó khá là ổn. Còn nếu anh em mà muốn gọi là những cái hiệu năng nó cao hơn một chút và vẫn bị nghẽn ở cái mức 8GB RAM ấy, thì 3070 Ti cũ là một cái lựa chọn cũng có thể tạm là ổn khi mà anh em phải cắt khoảng tầm 1 đến khoảng 5 rưỡi bảo hành so với cạc mới. Và nếu em cố lên một tí là khoảng tầm 12 triệu chẳng hạn, hơn 12 triệu một tí, em sẽ tìm một những con 3080 và nó 3080 đấy nó sẽ có là 12GB RAM, khá là phù hợp với những cái yêu cầu mà chúng ta muốn một chiếc 4060 Ti không thể có được, chúng ta phải tìm đến đó chính là chiếc 3080 cũ. Tất nhiên là vẫn sẽ phải hy sinh vì cái sự gọi là cái sự bảo hành, nhưng mà bù lại anh em sẽ không bị 4060 Ti bây giờ tạo cho mình một cảm giác ấy, đó chính là anh em sẽ không bị gọi là hụt hẫng khi mà so với hiệu năng giữa cạc mới và cạc cũ nó chênh nhau quá là nhiều và giá chênh nhau quá là nhiều, như là khi mà coi nó sập giá cạc tụt thê thảm ấy. Những anh em mua cạc mới thì chả có lý do nào để mua cả, tại vì cạc cũ nó quá rẻ, hiệu năng nó mang lại tương đương. Nhưng bây giờ thì 4060 Ti mang lại cán cân bằng giữa cạc mới và cạc cũ, tùy chọn anh em đánh đổi những cái gì với nhau mà thôi. Chốt lại thì 4060 Ti như nào so với hiệu năng thẳng tưng ấy, hiệu năng thẳng đuột không so với gì khác, thì 4060 Ti nói chung mà giá nó thì anh em sẽ có hiệu năng nó cao hơn thế hệ cũ, mặc dù nó không thể nào một bước nhảy vọt như 3060 Ti ngang 2080 Super được, nhưng mà dù gì thì bây giờ Nvidia họ cho chúng ta cái gì chúng ta dùng cái đấy thôi, tại vì Nvidia họ đang quá bá chủ tại thị trường rồi. Và điểm vui thì mình có một cái con cạc nói chung là giá nó khá là hợp lý, nó mang lại cán cân cân bằng giữa cạc mới và cạc cũ, và anh em hoàn toàn mua cạc mới và cảm giác không bị hớ như ngày trước. Những cái công nghệ mới mang lại cũng khá là ok, nhưng mà cái điểm buồn như mình vừa nói đó chính là việc Nvidia họ đang nắm giữ thế gọi là thế độc tôn và gần như là ưu thế rất mạnh trên thị trường, nên là họ gọi là cho những cái gì chúng ta phải dùng những cái đấy, và đặc biệt đó chính là mức VRAM của 4060 Ti khi mà anh em chỉ có hai cái mức, hoặc là 8GB RAM là thiếu và giá rẻ, hoặc là 16GB RAM đắt và gần bằng 4070, anh em sẽ tùy cái sự lựa chọn của anh em ở đâu, nhưng mà mình chả thấy cái nào là hợp lý cả. Và có lẽ là nhiều anh em vẫn lựa chọn phiên bản 8GB tại vì nó rẻ hơn, còn lên đến 16GB thì nghĩ là chúng ta lên 4070 cho nó nhanh. Nhưng mà giờ thực ra chúng ta cũng chả có gì mà mua cả, tại vì bây giờ cạc cũ thì ok, các bạn ra ngoài mua cạc cũ hoặc cạc mới, tầm thời đấy các bạn chỉ có sự lựa chọn nói chung là tốt nhất là 4060 Ti mà thôi, còn chúng ta chả có lựa chọn gì khác để mà mua cả, nên là dù gì 4060 Ti vẫn là một lựa chọn mình nghĩ là ổn tại một phần chúng ta không có gì để mua. Và anh em thấy video này bổ ích và hữu ích thì hãy subscribe kênh YouTube của chúng mình nhé, và hẹn gặp lại các bạn trong các video của Hacom sau.